Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta cùng đến với phần nhận định thị trường cho phiên thứ hai tuần tới ngày 11 tháng 9. Để đóng cửa phiên ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 thì chúng ta thấy rằng là VN Index giảm khoảng gần 2 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì tốt, thanh khoản sau khi trừ đi thỏa thuận là khoảng 22.600 tỷ. Khối lượng giao dịch vẫn cao hơn so với bình quân 20 phiên. Tôi nghĩ là hôm nay cũng là một cái phiên điều chỉnh tương đối tích cực, không có vấn đề gì cả. Chủ yếu nếu chúng ta nhìn kỹ ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có một cái sự chênh lệch giảm về điểm số giữa VN Index và VN30. Thị trường giảm sâu ở cái nhóm VN30 bởi vì cái hiệu ứng của nhóm cổ phiếu liên quan đến họ nhà VIX, Vincom, Vinhome, VRE trước những cái diễn biến không mấy tích cực của cổ phiếu VFS, VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq. Chúng ta thấy là trong giai đoạn vừa rồi cũng từ lúc mà lên đến đỉnh khoảng 82 đô thì bây giờ giá của VinFast chỉ còn khoảng độ 18 đô, tức là mất đi 80% giá trị. Và như chúng ta biết, mất đi 80% giá trị muốn lên lại được cái đỉnh cũ nó phải tăng được 400%. Đấy, thì rõ ràng là với cái hiệu ứng như vậy nó ảnh hưởng đến các cái cổ phiếu trong họ Vin. Đấy, và cái điều này đã khiến cho thì chúng ta thấy những cái cổ phiếu giảm mạnh nhất của nhóm Vin30 là nằm ở họ nhà Vin. Đấy, và cái điều này nó gây ra cái hiệu ứng giảm mạnh của chỉ số Vin30 kéo theo chỉ số VN Index cũng điều chỉnh. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy là số lượng mã cổ phiếu trên sàn thành phố Hồ Chí Minh xanh lại cao hơn những mã đỏ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đang có cái sự phân hóa. Đấy, tất nhiên là đến giai đoạn này chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải nhìn kỹ vào nhóm Vin. Nhưng nếu mà khi phân tích kỹ nhóm Vin thì tôi thấy rằng là cũng có những cái tín hiệu, chúng ta cũng có thấy rằng là có thể sẽ chuẩn bị tìm được điểm cân bằng. Ví dụ như VIX, trước đó tôi cũng chia sẻ về cái vùng hỗ trợ mạnh quanh khu vực 56, tương đương với đường MA 100. Thế thì có thể về đến đây nó cân bằng hơn, và cái khả năng giảm sâu tiếp nó cũng sẽ khó khăn hơn. Hay như Vinhome, đồng ý là gãy mất đường MA 100 nhưng với đường MA nằm trên đường MA 100 thì cái khả năng và cái hướng của đường MA 100 vẫn hướng lên trên thì cái khả năng nó quay lại cân bằng quanh cái đường MA 100 là vẫn có khả năng. Đấy, hay như VRE thì chuẩn bị về quanh cái đường MA 20 và với đường MA 5 nằm trên đường MA 20 thì có thể nó cũng sẽ cân bằng hơn ở cái đoạn này. Như vậy rõ ràng là có thể cái hiệu ứng giảm của họ nhà Vin đã diễn biến ở trong phiên thứ sáu và đã ứng cũng tương đối về cái diễn biến xấu của VinFast, và hy vọng rằng sau tuần tới nó sẽ ảnh hưởng ít hơn. Đấy, và chỉ cần thị trường ít hơn thôi thì tôi nghĩ rằng với đà sức mạnh của thị trường chung vẫn mạnh dần, sức mạnh của VN30 vẫn mạnh dần. Đấy, và trên đồ thị phân tích kỹ thuật chúng ta thấy là chỉ số VN Index cũng vẫn rất là ổn, từ động lượng, xu hướng động lượng, xu hướng giá vẫn tích cực, miễn là đường giá không gãy đường MA 5 khu vực 1230 thì tôi vẫn có một cái niềm tin là sang tuần tới chỉ số VN Index sẽ tiếp tục đi lên và sẽ lên cái vùng mục tiêu quanh cái Fibo 1.272 khu vực 1273. Thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng trên thị trường. Chỉ có điều là chắc là chúng ta lựa chọn cổ phiếu bắt đầu vào cái điểm mua thì chúng ta thấy là khi mà sức mạnh thị trường, đặc biệt là cái đường thống kê xác suất lên quanh cái khu vực 90% thì cái việc lựa chọn điểm mua cổ phiếu chúng ta sẽ gặp khó hơn so với giai đoạn trước. Đấy, bởi vì là đa số các cổ phiếu đã tăng một nhịp rồi. Đấy, để mà các cái cổ phiếu từ một cái chặng tăng để đi lên tiếp nó sẽ gặp cái áp lực bán chốt lời nó sẽ mạnh. Cái việc lựa chọn cổ phiếu tí nữa chúng ta sẽ đề cập đến nên lựa chọn nhóm cổ phiếu nào trong thời điểm hiện tại. Chúng ta quay tiếp sang đối với cả giao dịch phái sinh. Chắc chắn rồi, với ảnh hưởng của nhóm họ nhà Vin thì ngày hôm nay chỉ số phái sinh diễn biến không mấy tích cực. Chỉ số VN30 M1M ngày hôm nay cũng thật rất là nhấp nhổm. Đấy, và nếu hôm nay chúng ta trading trong phiên là chúng ta cũng có bị dính một cái phiên mà chúng ta cũng phải xử lý ngắn hạn, tức là trong cả phiên thì duy trì ổn định quanh cái đường MA 20, có những lúc cắt lên đường MA 5 và đường MA 20, đường MA 5 xác nhận lên nhưng lúc đấy động lượng lại đảo chiều. Nhưng có một cái thời điểm chúng ta cũng sẽ bị dính giao dịch ngày hôm nay là mở long ở quanh cái thời điểm buổi chiều. Đấy, quanh cái khung buổi chiều khi bắt đầu xác nhận đường giá nằm trên đường MA 5 và đường MA 20. Đấy, và đồng thời là động lượng theo khung 15 phút tích cực thì chúng ta sẽ bị dính mất cái điểm long quanh cái khu vực 1256, 1257.
Đấy, tuy nhiên là chúng ta cứ tuân thủ nguyên tắc thôi, khi sai quay ngược trở lại gãy đường mai 10, tức là không giữ được khu vực khoảng 1253, 1254 thì chúng ta phải cắt, và chúng ta sẽ chờ cái vị thế long tiếp theo. Cái chuyện mà trong quá trình giao dịch ngắn hạn chúng ta phải mở vị thế sau đó cắt lỗ là chuyện rất là bình thường, miễn làm sao mà chúng ta giới hạn những cái vùng lỗ của chúng ta ít. Đấy, trong khi đấy khi mà chúng ta đúng chúng ta có thể kiếm được 10 20 điểm như giai đoạn trước, nhưng những lúc sai chúng ta có thể mất 3 4 5 điểm. Thì tôi nghĩ là với một cái xác suất thành công mở lệnh cỡ khoảng độ 5 60% là lên đến 70% thì về cơ bản về dài hạn chúng ta vẫn sẽ đạt hiệu quả nhất định. Thế thì sang phiên thứ hai tôi cũng đang kỳ vọng chờ một cái điểm long tiếp theo. Hy vọng cái điểm long này cái khả năng thành công sẽ cao hơn. Thứ nhất là cái hiệu ứng tiêu cực của nhóm VIX có thể đã phản ánh phần nào tương đối lớn vào giá rồi. Đấy, và thị trường đang phân hóa mạnh như vậy thì có thể sẽ có một cái nhịp hồi phục, nhất là khi chỉ số VN30 F1M chuẩn bị về quanh cái đường ma 100 theo khung đồ thị 15 phút. Đây cũng là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh. Đấy, bởi vì chúng ta lấy là khi mà vào một cái sóng lên đấy thì bao giờ cái vùng đường ma 100, đấy đường ma 100 thì chúng ta nhìn những cái sóng lên trước đó, đấy, những đường quanh quanh đường ma 100 sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh, đấy, để cho khiến cho giá của chỉ số đi lên. Thế thì tôi đang kỳ vọng đâu đó sẽ quanh cái khu vực vào phiên thứ hai tuần sau, đấy, có thể là quá đà thì đến phiên thứ ba thì nó sẽ tạo đáy thành công ở quanh cái đường ma 100, tức là tạo đáy quanh cái khu vực khoảng 1243 đấy, và tạo đáy thành công tiếp tục chúng ta chờ những cái tín hiệu xác nhận cắt lên đường ma 5 M20, rồi đường ma 5 xác nhận cắt lên M20 kết hợp với động lượng khung 15 phút tích cực thì có thể chúng ta sẽ mở một cái điểm long mới. Và tôi vẫn có một cái niềm tin là với VN-Index lên cái khu vực 1273 thì VN30F1M có thể hôm nay là một cái bước vụt bởi vì nhóm VIX thôi, thì sẽ đi lên cái vùng mục tiêu, sẽ chinh phục cái vùng cản 1263 để lên cái vùng mục tiêu 1290 trong tuần tới. Thế chúng ta chờ cái điểm long tiếp theo. Và tất nhiên là khi mà chúng ta long theo đúng mô hình mà mô hình bị phá vỡ giống như cái cách nó phá vỡ ngày hôm nay thì chúng ta phải thực hiện cắt lỗ thôi. Đấy, nhưng rõ ràng là trong cái vị thế hiện tại, cái xác suất để mở vị thế long ở những cái điểm long đẹp thì tôi nghĩ khả năng thành công nó sẽ cao hơn. Và nếu mà chẳng may có xảy ra rủi ro phải cắt lỗ thì cái số điểm chúng ta mất sẽ ít. Đấy, ví dụ như hôm nay mở long quanh khu vực khoảng 1257 thì lúc cắt lỗ 1254 thì chúng ta mất khoảng 3 điểm thôi. Rồi chúng ta quay sang giao dịch cổ phiếu. Thế thì với thị trường bắt đầu vào giai đoạn phân hóa thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái thực tế là khi mà bắt đầu có cái sự đắn đo cân nhắc, nhất là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đang chịu cái tác động mạnh từ họ nhà Vin, thì cái việc lựa chọn nhóm cổ phiếu nào trong phiên thứ hai tôi nghĩ là rất là quan trọng. Cá nhân tôi thì tôi đang thiên hướng sẽ tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi thị trường rung lắc đi ngang nhưng vẫn có cái xu thế là khả năng đi lên sẽ cao hơn thì nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa có thể đi ngược được trong trạng thái thị trường điều chỉnh nhẹ hoặc là đi ngang. Đấy, và bằng chứng chúng ta nhìn thấy rằng là hiện tại trong các cái chiến lược thì được khuyến nghị có vòng tròn xác suất màu xanh thì chiến lược đà tăng mạnh có vốn hóa vừa đang là chiến lược có nhiều mã cổ phiếu nhất. Đấy, chiếm đến 17 mã. Đấy, và chúng ta thấy rất nhiều mã cổ phiếu vẫn giữ được cái sắc xanh đấy trong ngày hôm nay. Đấy, ví dụ như là HDC, ví dụ thị trường chúng ta VN Index VN30 đỏ nhưng HDC đây, HDC vẫn xanh này, hay như VCG vẫn xanh. Đấy, tức là chúng ta thấy là chúng ta cũng muốn là trong cái giai đoạn hiện tại lựa chọn cái nhóm cổ phiếu nào cho nó tối ưu cái tiền của chúng ta. Đấy, cá nhân tôi nghĩ là nếu mà lựa chọn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tôi nghĩ sẽ không tối ưu hóa tiền của chúng ta bằng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa tính từ thời điểm này, tức là bắt đầu từ thứ hai mở mua mới từ thứ hai tuần sau. Còn tất nhiên là nếu mà chúng ta đang có sẵn những cái vị thế cũ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nó chưa bị gãy chặn dưới thì tôi nghĩ không có vấn đề gì cả, vẫn hướng đến những cái vùng mục tiêu. Đấy, nhưng nếu mà chúng ta có tiền mới, chúng ta muốn mở mua mới đấy, thì chúng ta sẽ cân nhắc để mà tối ưu hóa cái số tiền này. Thế chúng ta sẽ điểm qua một số các cái cổ phiếu vốn hóa vừa xem là có những cái cổ phiếu nào có vùng mua được. Đầu tiên là HDC. HDC tôi nghĩ vẫn có thể canh mua được, động lượng tích cực, xu hướng giá tích cực, có một cái chặng nghỉ vài phiên ở quanh khu vực khoảng 37 38 này rồi thì tôi nghĩ là có thể nghỉ xong xuôi thì chúng ta kỳ vọng chúng ta mua mới quanh cái khu vực 378 này. Đấy, kỳ vọng tôi vẫn có một cái niềm tin là cổ phiếu này sẽ vượt cái cản 40 để lên cái khu vực 45.5 trong 1 2 tuần tới. Trường hợp tiếp theo là VCG.
VCG thì hơi khó ra quyết định hơn, bởi vì VCG tín hiệu động lượng lại đang điều chỉnh giảm khi cổ phiếu đang gặp cái cản ở cái ngưỡng 30 Fibo 1.414. Thực ra nếu mà anh chị nào đang có cổ phiếu thì tôi nghĩ cứ giữ tiếp thôi. Đấy, nhưng mở mua mới thì cá nhân tôi nghĩ là tôi sẽ đợi tích lũy thêm vài phiên nữa thì sẽ yên tâm hơn. Đấy, còn nếu mà nó lên luôn thì thôi sẽ tìm cơ hội khác. Đấy, tại vì thực ra cái điểm mua VCG thì chúng ta cũng đã mở vị thế mua quanh 27 rồi. Đấy, và nếu mà chúng ta đã có sẵn hàng rồi chúng ta cứ giữ tiếp. Và tôi nghĩ là cái vùng mục tiêu trong 1-2 tuần tới tôi vẫn kỳ vọng là cổ phiếu có thể lên khu vực 32.8. Trường hợp tiếp theo là trường hợp VHC. VHC ngày hôm nay vẫn giữ được giá tham chiếu, so thị trường chung là khỏe. Điểm mua mới cũng vậy, VHC thì tôi thích hơn ở cái vùng mua trước đó, tôi cũng khuyến nghị quanh cái khu vực 76. Thế đến cái khu vực này thì động lượng lại đang có tín hiệu hơi đuối một chút, tức là cái đường màu xanh tất nhiên nó chưa cắt hẳn xuống được màu cam, nhưng hai cái đường bắt đầu nó chập lại với nhau và đang ở vùng quá mua. Thì thực ra nếu mà tính điểm mua thì tôi thích hơn là nếu nó nhúng về, anh nó nhúng về quanh cái khu vực 78 thì tôi nghĩ có thể mua được. Đấy, còn nếu mà trong trường nó lên luôn thì tôi nghĩ là thôi. Đấy, và vùng mục tiêu thì tôi nghĩ là vẫn giữ nguyên là cái khu vực khoảng 92, tại vì thứ 83 thì tôi nghĩ với đà thị trường mà lên lên đến khu vực khoảng VN Index lên 1273 thì tôi nghĩ là cái 83 cái vùng mục tiêu đấy quá đơn giản. Đấy, vùng 92 thì tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn. Trường hợp tiếp là trường hợp VX thì chắc là thôi. VX thì tôi thấy là bây giờ cái mô hình lên nó dốc quá rồi, lên nhiều quá rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta thấy là động lượng nó cũng đang đảo chiều, đường màu xanh cắt xuống đường màu cam, thế chỉ có phù hợp là những anh chị nào đang có sẵn cổ phiếu. Đấy, thì bây giờ chúng ta nâng cái chặn dưới lên cái khu vực khoảng 19.4. Đấy, nếu mà gãy 19.4 thì chúng ta canh bán, còn nếu mà không gãy thì chúng ta giữ tiếp. Đấy, hy vọng nếu nó chạy tiếp được thì sẽ canh bán được khu vực khoảng 235. Đấy, nhưng điểm mua mới thì tôi không khuyên, bởi vì là cổ phiếu này bây giờ cái điểm mua mới nó rất là khó kiểm soát rủi ro. Trường hợp SIP. SIP thì hôm trước có tín hiệu lăng chốt, động lượng thì cũng đang chập vào nhau khi mà gặp cái cản Fibo 1.0. Thế thì tôi nghĩ là có thể cổ phiếu sẽ cần tích lũy thêm. Nếu mà trong trường nó nhúng về, nếu mà nhúng về quanh khu vực 66 thì tôi nghĩ có thể mở mua luôn. Đấy, nhưng nếu mà không nhúng về quanh khu vực 66 thì theo tôi là sẽ chờ tích lũy ở cái khu vực 39 này thêm khoảng độ 3 đến 5 phiên nữa, và chúng ta vẫn kỳ vọng cái vùng mục tiêu gần của cổ phiếu này sẽ lên khu vực khoảng 81.5. VCS. VCS thì cũng cái điểm mua cũng khá là chênh vênh, động lượng cũng đang có tín hiệu ở đường màu xanh chập vào với đường màu cam thì tôi cũng thích hơn những cái phiên nhúng về. Nếu trong trường hợp nó nhúng về quanh khu vực 65.5 thì chúng ta mới mở mua mới. Đấy, còn nếu mà nó vẫn cứ loanh quanh khu vực 68, 69 thì chúng ta nên đợi tích lũy thêm. Đấy, kỳ vọng ngắn hạn thì tôi vẫn kỳ vọng tạm thời thì vẫn là khu vực 75. Đấy, còn nếu mà lên đến 75 chúng ta phải kiểm tra thêm cái lực mua bán xem như nào. Đấy, nếu mà vượt khỏi 75 thì lúc đấy chúng ta mới nâng cái vùng mục tiêu lên khu vực 87. DigiWall. DigiWall thì cũng đang gặp cản ở khu vực 60, đà tăng thì vẫn còn nhưng bởi vì là động lượng đang điều chỉnh giảm khi gặp ở ngưỡng cản. Nên nếu mà chúng ta định mua mới thì chúng ta nên chờ nhúng về quanh khu vực khoảng 56 thì mới nên mở mua mới. Đấy, còn nếu mà nó cứ loanh quanh khu vực 60 này thì chúng ta chờ thêm vài phiên nữa. Đấy, mục tiêu thì tôi nghĩ là nếu mà anh chị nào vẫn đang giữ cổ phiếu thì cứ giữ tiếp thôi. Đấy, đặt chặn dưới có thể là nâng cái chặn dưới lên khu vực khoảng 50 54. Đấy, còn mục tiêu gần thì tôi vẫn nghĩ kỳ vọng ở khu vực 68.5. TCH. TCH động lượng đang tích cực, xu hướng giá cũng đang có xu hướng kiểm tra lại cái khu vực 13. Nhưng với mô hình này là tôi nghĩ có thể cân nhắc được. Đấy, và chúng ta có thể mở mua mới ở quanh cái khu vực 133, nếu có sẵn cổ phiếu rồi thì giữ tiếp. Đấy, chặn dưới thì vẫn ở khu vực khoảng 123. Đấy, và kỳ vọng lợi nhuận mục tiêu gần thì tôi vẫn kỳ vọng ở khu vực khoảng độ 10 15.3. Đấy, cổ phiếu này tôi nghĩ là khá ổn. Đấy, có thể cân nhắc, động lượng và xu hướng giá đều tích cực. CI. CI động lượng cũng tích cực, xu hướng giá tích cực, đang gặp cản ở khu vực 232. Đấy, nhưng có vẻ cũng đang tích lũy được 3 4 phiên rồi. Thế thì tôi nghĩ cũng có thể cân nhắc mở mua quanh cái khu vực 23 này.
Đấy, tại vì đây cũng quanh cái khu vực tích lũy cũng tương đối dài, từ kéo dài từ khoảng tháng 8 cũng chưa lên quá nhiều. Đấy, tôi vẫn có cái vùng mục tiêu phía trên, tôi hy vọng là nó vẫn có thể lên được quanh cái khu vực 26.9, thế chúng ta có thể mở mua quanh 23. Cắt lỗ ngắn hạn thì tôi nghĩ là nên để ở quanh cái khu vực khoảng 22. Đấy, thì nếu không vi phạm cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta cứ chờ để chốt lời ở khu vực khoảng độ 26.9, 27. VTP thì chắc là thôi, bởi vì là chuẩn bị gặp cản ở khu vực khoảng 46.4. VTP ở sàn Upcom thì hơi khó giao dịch một chút. Nếu mà nó nhúng về ở quanh cái khu vực khoảng 44 thì tôi nghĩ dễ ra quyết định hơn. Còn nếu mà nó cứ loanh quanh khu vực 46 này thì chúng ta chờ thêm, chờ tích lũy thêm vài phiên nữa xem nha. Tại vì động lượng cũng đang ở cái vùng quá mua và cái đường màu xanh nó đang cần được màu cam, nên rất dễ nó tạo ra cái sự đảo chiều thì có thể chúng ta sẽ bị mua hớ. Thế nên chúng ta có thể nên đợi tích lũy thêm. Còn nếu mà nhúng về 44 chúng ta để chủ động mua. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn chúng ta có thể để khu vực khoảng 42. Đấy, và nếu mà nhịp này nghỉ ngơi xong đi lên tiếp thì tôi vẫn kỳ vọng là cổ phiếu có thể lên khu vực 54.2. SSC, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp gần đây cũng khá khỏe. SSC bây giờ đang gặp cản ở khu vực 47, động lượng tích cực vẫn quanh cái vùng tích lũy thôi. Đấy, nhưng khi gặp cản thì có thể sẽ có những cái phiên lùi về, nhưng tôi nghĩ nếu lùi về quanh khu vực khoảng 39 là mua được. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn thì có thể để quanh khu vực khoảng 36.5. Đấy, và kỳ vọng mục tiêu gần có thể lên đến khu vực khoảng 47.1. EGC động lượng tích cực, xu hướng giá cũng tích cực, cũng đang có một cái vùng nền giá tích lũy tốt ở quanh cái khu vực 16.7 thì tôi nghĩ có thể cân nhắc mua. Đấy, có thể mua vào quanh khu vực 16.7 này và kỳ vọng giá mục tiêu chốt lời ở quanh khu vực 19.4. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn chúng ta có thể để ở khu vực khoảng 16. VDS thì lên cao rồi. VDS bây giờ lên cao và không có vùng tích lũy và động lượng thì đường màu xanh đang chạm xuống đường màu cam. Thế thì theo tôi là nếu mà có VDS thì chờ chốt lời thôi. Mua mới thì chắc là phải chờ cái nhịp khác thôi. Đấy, cái điểm mua mới đẹp là cái điểm mua quanh cái nền giá đây. Đấy, quanh cái khu vực 16.3, 16.5. Bây giờ lỡ mất cái điểm mua này rồi thôi. Bây giờ chúng ta tìm kiếm cơ hội khác. Còn cái ngưỡng chốt lời chủ động thì bây giờ nó đang gặp cản ở khu vực Fibo 1.414 đây. Đấy, chúng ta thấy là nó đang gặp cản ở khu vực khoảng 19 đây. Đấy, nếu mà thích chốt lời đây thì chốt lời, còn nếu mà chúng ta muốn là giữ tiếp, đấy, nếu nó không gãy được ma năm chúng ta giữ tiếp thì bây giờ chặn dưới theo đường ma năm nó đang ở khu vực khoảng 17.8. Đấy, nếu mà không gãy 17.8 chúng ta giữ tiếp, tại vì 19 nếu mà không gãy 17.8 thì nó có rất có thể nó lấy đà xong nó có thể vượt 19 để lên cái vùng mục tiêu khoảng 28. AGR cũng đang có dấu hiệu đảo chiều động lượng khi mà gần tiệm cận cái vùng cản Fibo 1.618. Thế thì cổ phiếu này cái đoạn này cũng khá là chênh vênh, trừ phi lùi về quanh khu vực 17 thì mới cân nhắc mua. Đấy, còn nếu mà nó cứ loanh quanh khu vực 18 như thế này thì chắc là chúng ta sẽ chờ tích lũy thêm. Pet thì mô hình thì cũng được nhưng động lượng lại đang có tín hiệu đảo chiều, nên nếu mà canh mua thì tôi nghĩ là có thể chờ lùi. Nếu mà lùi về khoảng độ 285 thì tôi nghĩ có thể cân nhắc mua. Giá mục tiêu gần thì tôi vẫn kỳ vọng ở khu vực khoảng 32.1. Đấy, còn xa hơn thì có thể kỳ vọng ở 38. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn chúng ta sẽ để 275. DPG động lượng vẫn tốt, xu hướng giá tốt, nhưng với cây nến đảo chiều như ngày hôm nay thì tôi nghĩ là có thể phiên thứ hai sẽ lùi về. Thì nếu mà lùi về quanh khu vực 445 cho đến 45 tôi nghĩ có thể canh mua. Kỳ vọng ngắn hạn thì vẫn kỳ vọng ở khu vực 51.5. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn chúng ta có thể để khu vực khoảng 41. CKG thì mô hình đang không đẹp lắm. Giai đoạn vừa rồi nó cũng chạm lên cái khu vực Fibo 1.272, sau đó đảo chiều giảm, xu hướng động lượng cũng đang giảm dần, trước đó lên một cái nhịp dài, thế thì có thể sẽ cần một cái vùng tích lũy thêm. Thế chúng ta cứ kiên nhẫn thêm với cổ phiếu này. Đấy, cũng chưa cần phải vội vàng ngay, rất có thể nó sẽ điều chỉnh sâu, nhưng thực ra điều chỉnh sâu trừ phi về sát cái khu vực khoảng 275, 28 thì tôi nghĩ là cái vùng đấy mới hấp dẫn, chứ nếu mà quanh khu vực 30 này thì tôi nghĩ phải đợi tích lũy ít nhất là 5, 7 phiên nữa.
Rồi, như vậy là chúng ta cũng chia sẻ một số mã trong ngày hôm nay như vậy thôi. Thì nếu các anh chị và các bạn vẫn gặp khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên dịch chúng tôi. Đấy, ngoài ra nếu các anh chị và các bạn thấy video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Thế thì hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đâu.